Xin chào các em học sinh lớp 5 đến với tiết học hôm nay. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Lê Công Thâm, giáo viên trường tiểu học B Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết khoa học hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả và thành công, thầy mời các em lấy nhiệm vụ học tập cùng sách giáo khoa khoa học lớp 5 để cùng nhau tham gia tiết học. Trước khi vào bài mở hôm nay, thầy cho chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức cũ. Câu 1, HIV là gì? Mời các em suy nghĩ và trả lời. HIV là một loại virus khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm. Thầy xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời chính xác. Qua những con đường nào? Thầy mời các em suy nghĩ và trả lời. HIV có thể lây truyền qua 3 đường chủ yếu: đường máu, đường tình dục, từ mẹ sang con, lúc mang thai hoặc khi sinh con. Thầy xin ghi nhớ những bạn đã có câu trả lời chính xác. Câu 3, chúng ta phải làm gì để phòng tránh HIV? Mời các em suy nghĩ và trả lời. Để phòng tránh HIV, chúng ta cần thực hiện sống lành mạnh, không nghiện thuốc, tiêm chích ma túy, dùng bơm kim tiêm tiệm dùng, dùng một lần rồi bỏ đi. Khi truyền máu cần xét nghiệm máu trước khi truyền. Phụ nữ nữ nhiễm HIV không nên sinh con. Một lần nữa, thầy xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời chính xác. Thông qua phần ôn lại kiến thức cũ, thầy đã thấy các em đã hệ thống lại được kiến thức ở phía trước ở bài phòng tránh HIVS. Đối với một người nhiễm HIVS là một điều bất hạnh đối với họ. Vậy chúng ta nên ứng xử và có thái độ như thế nào đối với họ và gia đình họ? Để biết được điều đó, thầy cho chúng ta sẽ vào bài mở. Thái độ đối với người nhiễm HIVS. Học hôm nay chúng ta đi vào ba hoạt động chính: hoạt động một, các hành vi tiếp xúc lây nhiễm hoặc không lây nhiễm HIV; hoạt động hai, tìm hiểu ứng xử đối với người bị nhiễm HIVS và gia đình họ; hoạt động ba, chia sẻ ý kiến thái độ của bản thân đối với người bị nhiễm HIVS. Đầu tiên, thầy cho chúng ta sẽ đi vào hoạt động một, các hành vi tiếp xúc lây nhiễm hoặc không lây nhiễm HIV. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi ai nhanh ai đúng. Thầy có các phương pháp như sau: uống chung ly nước, dùng chung dao cạo, dùng chung khăn tắm, cùng chơi vi, truyền máu, dùng chung kim tiêm, xăm mình chung dụng cụ không khử trùng, nghịch bơm kim tiêm đã sử dụng, nói chuyện với bệnh nhân HIV, nằm cùng giường với bệnh nhân HIV, ăn cơm cùng bàn với người bị nhiễm HIV, ngồi học cùng bàn với người bị HIV, cầm tay. Nhiệm vụ của các em là chọn những tấm phiếu là các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV, là các hành vi không có nguy cơ lây nhiễm HIV. Thầy mời các em nhanh tay chọn và hoàn thành bảng. Chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án. Các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV: dùng chung bơm kim tiêm không khử trùng, xăm hình chung dụng cụ không khử trùng, nghịch bơm kim tiêm đã sử dụng, băng bó vết thương chảy máu mà không dùng găng tay bảo vệ, dùng chung dao cạo, trường hợp này nguy cơ lây nhiễm thấp, truyền máu mà không rõ nguồn gốc. Các hành vi không có nguy cơ lây nhiễm HIV: bơ ở bể bơi, hồ bơi công cộng, bị mũi đốt, cầm tay, phát quai, dùng chung khăn tắm, quần áo, nói chuyện, an ủi bệnh nhân S, ăn cùng mâm, uống chung ly nước, cùng chơi bi, ngồi học cùng bàn, nằm ngủ bên cạnh, ôm, sử dụng nhà vệ chung nhà vệ sinh. Thông qua trò chơi, các em hãy cho thầy biết trả lời câu hỏi sau: HIV có lây qua đường tiếp xúc thông thường không? Mời các em suy nghĩ và trả lời. HIV không lây qua đường
thường như bắt tay, nói chuyện, chơi cùng nhau, ngồi chung bàn, ngủ chung giường với nhau. Thông qua hoạt động 1, các em cũng đã nắm được các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV, các hành vi không có nguy cơ lây nhiễm HIV, cũng như HIV không gây qua tiếp xúc thông thường. Vậy chúng ta nên ứng xử đối với những người nhiễm HIV như thế nào? Để biết được điều đó thì giờ chúng ta sẽ vào hoạt động 2. Hoạt động 2 tìm hiểu ứng xử đối với người bị HIV và gia đình họ. Ở hoạt động này chúng ta sẽ quan sát nhanh và nghiêm khắc ứng xử. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái đầu tiên. Với cái đầu tiên, ta thấy một em nhỏ và ba bạn trai đang cùng chơi bi. Em nhỏ nói: cho em chơi bữa. Các bạn trai làm được trả lời: em ấy bị nhiễm HIV từ mẹ, hãy để em ấy cùng chơi, vào đây chơi cùng với bọn anh. Các em hãy cho thầy biết các bạn trai ứng xử với em nhỏ như thế đúng hay sai. Trong trường hợp này, các bạn trai ứng xử với em nhỏ như thế là đúng, vì các bạn trai biết em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ, nhưng các bạn trai vẫn cho em nhỏ chơi cùng, sống hòa đồng, không xa lánh em nhỏ, cũng như không để em nhỏ cô đơn. Đó cũng chính là nội dung của trang đầu tiên: không xa lánh, cùng chơi với người bị nhiễm HIV. Bức tranh tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai chị em. Người chị: bố bị nhiễm HIV nên các bạn không chơi với chị em mình. Người em: nhưng chúng mình có lỗi gì đâu. Các em hãy cho thầy biết các bạn ứng xử với hai chị em như thế đúng hay sai. Trong trường hợp này, các bạn ứng xử với hai chị em như thế là sai, bởi vì bố bị nhiễm HIV là không phải là lỗi của hai chị em, cho nên hai chị em không nên xứng đáng bị không phân biệt đối xử, bị xa lánh. Nếu các bạn ở hình 2 là những người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào? Tại sao? Nếu là người quen của họ thì mình nên đối xử với họ là không xa lánh, động viên gia đình có người nhiễm HIV, vì trẻ em không có lỗi. Các em cần được sống trong sự hỗ trợ, thông cảm, chăm sóc của gia đình, bạn bè và làng xóm. Bức tranh tiếp theo là cuộc trò chuyện của ba người bạn, trong đó có một người bạn có mẹ bị nhiễm HIV. Người bạn nói: từ khi mẹ tôi biết bị nhiễm HIV thì mẹ tớ xin sụp lắm. Cậu bạn trả lời: cậu phải cố gắng học, bọn tớ sẽ cùng cậu động viên mẹ. Trong trường hợp này thì hai người bạn ứng xử với người bạn có mẹ bị nhiễm HIV đúng hay sai? Trong trường hợp này thì hai người bạn ứng xử với người bạn có mẹ bị nhiễm HIV là đúng, bởi vì hai người bạn biết gia đình của người bạn mình có người bị nhiễm HIV không sao lắm, mà an ủi gia đình người nhiễm HIV, động viên chăm sóc người nhiễm HIV. Bức tranh tiếp theo là hoạt động có ý nghĩa của các bạn nhỏ tham gia diễn đàn chúng em nói về HIVS biểu diễn thời gian nhằm mục đích tuyên truyền cho mọi người hiểu về HIVS. Qua các tranh vừa tìm hiểu giúp em hiểu được điều gì? Mời các em suy nghĩ và trả lời. Qua các tranh vừa tìm hiểu thì chúng ta hiểu được trẻ em dù bị nhiễm HIV thì vẫn có quyền trẻ em, họ cần được sống trong tình yêu thương, sự san sẻ của mọi người, không nên xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và gia đình họ. Thái độ đối với người nhiễm HIV và gia đình họ như thế nào? Mời các em suy nghĩ và trả lời. Chúng ta không nên xa lánh, không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình họ. Chúng ta càng thông cảm, càng quan tâm, chăm sóc, an ủi, động viên, hỗ trợ người bị nhiễm HIV và gia đình họ. Tiếp tục chúng ta xem một số hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh nói về các hành động của quốc gia về phòng chống HIV, không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.
Hình ảnh tiếp theo, có những bên ngoài xã hội, bên trong trường học, các y bác sĩ luôn tuyên truyền về phong trào phòng chống HIV/AIDS. Không những thế, những người nhiễm HIV/AIDS luôn được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của gia đình và xã hội. Ở một số địa phương thì thường xuyên tổ chức những đêm văn nghệ nhằm mục đích tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. Tiếp tục, thầy trò ta cũng cùng nhau chơi một trò chơi giải ô chữ. Trò chơi như sau, hãy sắp xếp các chữ cái sau để được thông điệp về thái độ với người nhiễm HIV/AIDS. Gợi ý như sau, đây là thái độ của mọi người dành cho người bị nhiễm HIV/AIDS gần có 5 tiếng. Mời các em cùng nhau chơi. Rồi, ô chữ cái là thái độ của mọi người dành cho người bị nhiễm HIV/AIDS chính là không phân biệt đối xử. Thầy xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời chính xác. Kết luận, HIV không lây qua tiếp xúc thông thường. Những người nhiễm HIV, đặc biệt là trẻ em, có quyền và càng được sống trong sự hỗ trợ, thông cảm và chăm sóc của gia đình, bạn bè, làng xóm. Không nên xa lánh và phân biệt đối xử với họ. Điều đó sẽ giúp người nhiễm HIV sống lạc quan, lành mạnh, tốt cho bản thân, gia đình và xã hội.